ngày 30 tháng 9, Thánh Geronimo. Geronimo là một Kitô hữu Roma sống vào cuối thế kỷ thứ tư, đầu thế kỷ thứ năm. Thân phụ Geronimo đích thân chỉ dạy ngài đức tin Công giáo, nhưng lại gửi ngài vào học tại một trường ngoại giáo danh tiếng. Ở đó, Geronimo dần dà mến mộ các tác phẩm ngoại giáo và ngài đã đánh mất một chút lòng yêu mến Thiên Chúa. Tuy vậy, nhờ việc làm bạn với một nhóm tín hữu thánh thiện, trái tim Geronimo đã quay về hoàn toàn với Thiên Chúa và ngài được chịu phép thanh tẩy. Sau đó, người thanh niên ưu tú này quyết định ẩn thân trong một sa mạc hoang vu. Suốt 4 năm, Geronimo sống trong cầu nguyện, đền tội và chống trả các chức cám dỗ. Ngài học tiếng Hebrew và viết tiểu sử thánh Phaolô thành thi bê. Geronimo trở nên học giả nghiên cứu tiếng Hebrew rất danh tiếng, đến nỗi sau này ngài đã chuyển dịch bộ kinh thánh sang tiếng Latin. Nhờ Geronimo, nhiều người đã có thể đọc và hiểu được kinh thánh. Sau thời gian sống trong sa mạc, Geronimo tới Antioquia và được thủ phong linh mục, rồi ngài đi Constantinople để học kinh thánh và sau đó trở về Roma. Ở đây, Geronimo đã sửa lại bản kinh thánh Latin. Thánh Geronimo đã trải qua nhiều năm sống trong một cái hang nhỏ ở Bethlehem. Tại đó, thánh nhân đã cầu nguyện, nghiên cứu và chuyển dịch kinh thánh. Geronimo dạy cho nhiều người biết cách phục vụ Thiên Chúa. Ngài cũng viết rất nhiều sách vở và thư từ để giải thích đức tin Công giáo. Thánh Geronimo qua đời tại Bethlehem năm 419 hay 420. Ngài cũng được tôn tặng danh hiệu Tiến sĩ Hội Thánh. Để vượt qua những cơn cám dỗ nặng nề, Thánh Geronimo đã làm việc và học hành chăm chỉ. Ngài cũng đọc kinh thánh nữa. Chúng ta hãy bắt chước những thói quen rất tuyệt vời của Thánh Geronimo là chăm chỉ làm việc, nghiêm túc học hành và ham đọc kinh thánh. Chính lời Chúa sẽ có sức biến đổi cuộc đời của chúng ta trở nên tốt hơn. Tin mừng net.